xin chào mọi người. Hôm nay thì hai vợ chồng Phương lại đi ra ngoài ăn, nhưng mà không phải là vào nhà hàng hay là đi ăn vặt như mấy hôm trước, mà hôm nay hai vợ chồng Phương sẽ đi đâu? Đi ăn cỗ. Đi ăn cỗ. Hôm nay thì hai vợ chồng Phương sẽ đi ăn tiệc một cái đám nhà mới của một cái anh hàng xóm ở quê cũ, chứ không phải là hàng xóm bây giờ nha mọi người. Không biết là tháng này chồng Phương đã đi bao nhiêu cái đám tiệc tương tự như vậy rồi. Chưa yêu chưa là chị chưa nào? Một lần. Ba lần à? Hôm nay là lần bốn thăng. Hôm nay là lần thứ bốn. Hôm nay là lần thứ bốn. Tức là ba lần trước là đã đi tiền mừng hết tổng cộng là 1.000, tính ra tiền Việt là 3.4 triệu đến 3.5 triệu đó mọi người. Ở đây thì có rất là nhiều cái tiệc tương tự như vậy, ví dụ như là đầy tháng, tôi nôi, mừng thọ, nhà mới, hay là đám cưới. Đám cưới thì bình thường rồi, và cái tần suất rất là nhiều luôn. Mỗi tháng thì tụi Phương chi cũng phải 1.000, 2.000, thậm chí là 3.000 cho cái đám tiệc như vậy. Ngày trước mới qua thì Phương cũng hay đi, tại vì chồng Phương dẫn Phương đi để Phương biết. Nhưng mà sau này thì Phương cũng ít đi. Tại sao Phương lại không thích đi thì mọi người xem video để biết thêm nha. Hôm nay thì Phương đi để quay video cho mọi người xem. Bây giờ thì mình cùng nhau đi thôi, tại vì cũng khá là trễ rồi. Người ta mời 11:30, bây giờ là cũng 11:30 rồi mà tụi Phương chưa có xuất phát. Đi thôi. Nghe nói là cái người tổ chức tiệc mừng nhà mới hôm nay là ở quê, nhưng mà người ta tổ chức một cái tiệc thì ở trên thành phố và thuê một cái nhà hàng ở trên thành phố luôn. Cho nên là tụi Phương sẽ lái xe đến thành phố để ăn ở trung tâm thành phố. Đây là trung tâm của Tô Nghĩa Quý Châu nha mọi người. Cho nên là mọi người thấy nhà cửa ở đây thì sẽ cũ hơn, đường phố cũng sẽ chật chội hơn so với ở mấy cái hôm mà Phương quay. Cũng hơi trễ rồi, bây giờ là 12 giờ mà người ta mời 11 giờ hơn. Sợ là người ta bắt đầu vào tiệc rồi. Đi đám nhà mới nhưng mà không phải vào nhà người ta để ăn tiệc mà đến nhà hàng để ăn. Chị Trân. Đi ăn sao? Đúng không? Người ta ăn xong người ta về rồi. Tiệc này người ta tổ chức ở trên tầng 2. Vừa đến cổng nhà hàng thì thấy một người đang vội vàng đi về, cứ tưởng là tiệc tàn rồi cho nên là tụi Phương phải chạy nhanh hơn. Lên lầu thì thấy vẫn chưa vào tiệc, khách mời chỉ mới ổn định chỗ ngồi thôi chứ chưa có dọn tiệc. Nhà hàng này thì chuyên tổ chức các bữa tiệc, Phương đến đây cũng vài lần rồi, nhưng mà hôm nay quay video thì hơi ngại đó mọi người, vì trong bữa tiệc này Phương không có quen nhiều người. Khách mời của bữa tiệc hôm nay là hàng xóm cũ của chồng Phương, những người sống trong cùng một cái thôn ở quê cũ nên là cũng rất ít khi gặp nhau. Mọi người thấy tham gia tiệc hầu như là ông bà lớn tuổi thôi, mà ông bà lớn tuổi ở đây thì nói tiếng địa phương chứ không nói tiếng phổ thông, còn Phương thì nói tiếng phổ thông cho nên là để giao tiếp với ông bà thì rất là khó khăn. Trước khi vào tiệc thì mình phải đi tiền mừng đã. Đây là khu vực đi tiền mừng nè, thật sự rất là hiện đại luôn. Không chỉ đi tiền mừng bằng tiền mặt mà còn có cả quét mã nữa. Trước mặt hai anh thư ký này có một cái điện thoại và có sẵn cái mã QR code ở trên màn hình. Mình quét mã QR code đó để đi tiền mừng xong thì đưa cho thư ký xem là mình đã đi bao nhiêu tiền. Họ sẽ viết tay mình lên trên một cái cuốn sổ. Xong rồi thì khách mời sẽ được phát một điếu thuốc, và điếu thuốc này cũng rất là đắt tiền luôn. Nên mọi người có thể cảm nhận được thuốc lá thực sự là một cái sản phẩm rất là quan trọng trong cái cuộc sống xã giao của người Trung Quốc. Khách mời thì cũng đã ổn định chỗ ngồi rồi, tụi Phương phải tìm một bàn nào còn trống để ngồi vào thôi. Bây giờ thì mọi người đã đến gần như là đầy đủ, chuẩn bị vào tiền. Người ta ở đây thì đi tiền, người ta có thể là đi tiền mặt, cũng có thể là quẹt quy chát, chứ không chỉ là đi tiền mặt. Ngoài đó thì sẽ có một người làm thư ký, một người sẽ nhận tiền, cho nên là sẽ không sợ là bị ăn gian lặng tiền đâu mọi người. Rất là yên tĩnh luôn. Chuẩn bị vào giờ ăn cho nên là mọi người tập trung hết ở đây. Nếu mà sớm một chút thì mọi người sẽ đến mặt trường, có cái phòng mặt trường riêng. Mọi người thấy là cái đám tiệc nhà mới nhưng mà như một cái đám cưới luôn. Phía đây là anh chồng của Phương,
anh cả. Hai chị dâu nói là Vương ơi, chọn một chỗ cho chị tí thì chị ngồi, cho nên là hai ghế này để trống. À, bình thường những cái tiệc như thế này thì Phương rất là ít đi. Ngày mới qua thì chồng Phương hay dẫn Phương đi để biết những cái phong tục tập quán ở đây. Nhưng mà sau này thì không thích đi nữa, tại vì mấy cái tiệc như thế này thì toàn là ông chú hay là anh thôi, chứ phụ nữ cũng rất là ít. Với lại đi mấy cái này thì cũng thấy không có gì vui hết. Đám cưới thì không xem được cô dâu, còn tiệc này thì không có gì xem cả. Nhà mới của người ta mình còn không thấy được. Đi đám nhà mới mà không thấy nhà thì đây cái tiệc như thế này thì Phương cũng không thấy nghĩ hết. Bây giờ thì ở nông thôn cũng có nhiều chỗ người ta không, chính phủ đã can thiệp và không cho tổ chức tiệc như thế này, tại vì người ta nói là đây là một cái phong tục không được tốt lắm. Chị dâu của mình đến rồi. Đây là chị dâu. Anh con bác thì ảnh có nhà hàng, cho nên là có chị đến thôi. Ở nông thôn ở quê thì nhà nước đã không cho tổ chức tiệc như thế này, cho nên là họ đến đây để tổ chức tiệc. Khi mà Phương quay video thì cái người mà thư ký thu tiền ở đó nói với chồng Phương là quay cái gì vậy, người ta sợ là mình báo công an á. Thì có nhiều người tổ chức tiệc, nhưng mà cái người có những người không thích á, thì có họ báo công an, thì công an đến đây và cấm không cho tổ chức tiệc, nên là phải dừng hết các hoạt động ở đây. Còn tổ chức ở quê thì công an đến tịch thu đồ ăn thì họ không có thể tiếp tục đến để tổ chức cái tiệc nữa. Có nhiều cái tiệc rất là vô lý, như là con đỗ đại học hay là nhà mới nè, thì người ta làm rất là to. Nếu mà một cái tiệc đang ấm cúng ở gia đình thì không sao, nhưng mà người ta chọn tổ chức rất là to. Giờ thì hầu như là chỉ được tổ chức đám cưới hay là lễ mừng thọ cho ông bà lớn tuổi trên 80 tuổi thì mới được tổ chức thôi. Tại vì không có nhiều người phàn nàn như vậy. Thằng này thì chồng hồi xưa giống như xưa, Phương sẽ ngồi nói chuyện với mọi người một tí rồi đến giờ ăn thôi. Tiệc nhà mới hôm nay chưa phải là một tiệc đón khách đâu mọi người. Mấy lần trước Phương đi tiệc nhà mới như thế này thì phải gấp 3 lần khách như vậy. Người ta đi phát thuốc, thuốc lá. Người ta đi phát thuốc lá ở đây. Mỗi bàn thì sẽ có một chai rượu và một gói thuốc lá như thế này. Rượu thì có thể là có người uống, người không uống, nhưng mà thuốc lá thì có thể là người ta cầm đi. Tại vì ở đây uống rượu thì lái xe không được, mà đến đây thì hầu như là người ta lái xe, kia rượu cũng rất là uống. Có thêm một bình sữa đậu nành cho những ai không uống rượu nữa. Cái này là ở Việt Nam không có phải không? Ở Việt Nam không có hay là ở Quảng Nam không có ta? Phương để ý là trong những bữa tiệc mà không có nước ngọt thì người ta sẽ dọn sữa đậu nành như thế này. Ở Quảng Nam Phương thì chưa thấy tiệc nào có dọn sữa đậu nành cả. Không biết là ở miền Bắc hay miền Nam hay ở các tỉnh thành khác thì có cái phong tục như vậy hay không? Mọi người bình luận cho Phương biết nha. Chứ không phải là Quảng Nam không có sữa đậu nành nha mọi người. Thấy là đồ ăn lên rồi nhưng mà ai cũng ngồi im hết, tại vì đâu có đũa đâu. Sao? Cái gì là sấy ban da đó nè? Sấy ban da? Sấy không biết đâu. Ồ, ồ. Ban da. Ban da.
Liên duy, đạo sang. Hỏi thì chị dâu cũng không biết luôn. Thì là chị dâu nói là anh cái người mà làm nhà tổ chức tiệc này là người hàng xóm ở trong quê. Tranh thủ lúc chưa phát đũa thì mình sẽ xem thử là ăn những món gì nha, xem thử là 300 tệ thì ăn được những món gì. Ở đây thì có những món đồ trộn nè, đậu phụ trộn nè, thịt heo nè, chân giò heo, canh. Hai món tiếp theo là cá và tôm. Một bàn ăn rất là to như vậy, có rất là nhiều món. Nhìn cái cá thì có vẻ là nhiều ớt, nhưng mà cá đó thì không có cay. Ớt này thì không có cay mà chỉ tạo hương vị thôi. Bên này thì người ta cũng sẽ thắp một cái đèn nhỏ ở dưới thì nó sẽ giữ được độ ấm của đồ ăn. Cái món này thì đặc sắc của Trung Quốc này là món khâu nhục. Lần đầu ăn thì ngon nhưng mà bây giờ thì có vẻ là hơi ngán rồi. Canh. Bao nhiêu món? Tất cả bao nhiêu món? Thịt quay. Cái nhà hàng này thì tôi cũng đi ăn một vài lần rồi. Chủ yếu là đi ăn tôi nôi, ngày tháng và nhà mới. Chắc đây là lần thứ 2, thứ 3 gì? Thứ 3, thứ 4 thì đi ăn rồi. Ăn nhiều lần rồi nên là bây giờ thấy cũng bình thường, rất là ngon rồi. Nhưng mà nếu lần đầu tiên ăn thì thấy cũng khá là ngon. Món giò này nấu chắc là rất là công phu nên vậy á, rất là lâu. Còn thêm một vài món nữa nhưng mà mình sợ là tí nữa người ta lấy đũa thì mọi người bắt đầu ăn thì mình không có quay, không có quay cái bàn để mà quay đồ ăn được. Nên là tí nữa là có thêm món gì thì Phương sẽ quay thêm. Bắt đũa rồi. Ba đi. Đây là cái bàn đồ ăn. Cơm thì sẽ tự đi lấy. Cơm thì ở phía này, ai ăn bao nhiêu thì tự đi lấy, tự bới. Thêm một món xào và món thịt bò. Thịt bò này là thịt bò hấp với lại thính. Người ta gọi là đặc sản của Quý Châu đây, nhưng mà Phương ăn thì cũng thấy bình thường thôi. Bắp này là con bắp xà này đó. Bắp xào này người ta nấu xào khá là ngon. Đang ăn ở đây thì có vẻ là nhiều món hơn rất là nhiều so với ở Việt Nam không mọi người. Ở Việt Nam thì tầm khoảng 7 đến 10 món là nhiều. Mà đây thì khá là nhiều nhưng mà món thì nhỏ nhỏ thôi. Mà mọi người thấy là ăn thì sẽ tập trung ăn, chứ không có uống, người ăn người uống như Việt Nam. Thôi bây giờ Phương sẽ cùng ăn tiệc với mọi người đây. Mọi người ăn uống rất là yên tĩnh luôn, không có ai mà 1, 2, 3 vô hết. Hôm nay thì có lẽ là khách hơi ít, nhưng mà những tiệc khác thì nhóm người này ăn xong thì sẽ dọn bàn, xong rồi người ta sẽ đến một cái nhóm khác ăn. Một tiệc như vậy thì có khi là có đến vài trăm khách lận. Bây giờ thì mọi người cũng ăn xong rồi, cứ tưởng là cũng ăn không hợp. Nhưng mà đồ ăn thì còn rất là nhiều. Hình như là đồ ăn không có ngon lắm, cứ tưởng là Phương ăn không hợp khẩu vị nên là không ngon, nhưng mà thấy là có vẻ mọi người cũng ăn ít. Có ở đây thì có không biết bao nhiêu món, quá là nhiều, nhưng mà đồ này thì tí nữa người ta sẽ bỏ đi, hơi lãng phí không. Mình xin chào ạ. Giờ ai ăn xong trước thì về trước thôi. Nên là Phương thấy việc ở đây thì khá là buồn.
phòng này thì lúc nãy chỗ này thì người ta đi tiền mừng nè, còn chỗ này là đánh mặt trược. Nhưng mà lúc nãy thì Phương đến muộn rồi, mọi người không có đánh mặt trược nữa. Đây thì đến sớm, có nhiều người đến rất là sớm để mà đánh mặt trược. Rồi bây giờ có người ăn xong thì cũng ở lại để đánh mặt trược. Nên là đây dù là đám tiệc gì, dù là đám cưới hay là đám tang hay là đám gì đi nữa thì cũng sẽ có những cái phần đánh mặt trược như thế này, không thể thiếu được. Và cái này là người ta để ở trong nhà hàng nha mọi người. Cái này trong nhà hàng. Còn nếu mà tổ chức ở nhà thì cái bên làm tiệc cũng sẽ đem tới để đánh mặt trược. Giờ thì mọi người ăn cũng gần xong rồi. Ai ăn xong trước thì về trước. Tụi Phương ăn xong rồi thì cũng đi về thôi. Trong buổi tiệc thì tụi Phương cũng không có quen nhiều người, cho nên là cũng không có nói chuyện nhiều. Có một vài người quen thì gặp chào nhau qua lo vài câu rồi đi thôi. Tại vì là tiệc trưa mà vào ngày trong tuần nữa nên tụi Phương phải tranh thủ về làm việc. Ai có thời gian thì cũng có thể ở lại đánh mặt trường. Ăn xong rồi bây giờ thì tụi Phương đi về thôi. Một cái đám tiệc ở đây thì nó diễn ra như vậy đó, chủ yếu là đến đi điền mừng, ăn tiệc xong rồi đi về thôi. Nên là cũng hơi bị chán. Nếu mà có thời gian thì chồng Phương cũng có thể ngồi lại đánh mặt trược. Nhưng mà bây giờ thì đi về để làm việc cho nên là không đánh mặt trược. Hơi ngại quay video hôm nay, hơi ngại tại vì đến dự tiệc thì toàn là ông bà lớn tuổi ở quê thôi. Nên là quay thì Phương cũng hơi ngại. Nếu mà có bạn trẻ thì sẽ vui hơn. Đồ ăn thì nếu Phương ăn lần đầu tiên thì có vẻ là cũng thấy lạ nên là cũng muốn ăn. Nhưng mà ăn nhiều lần rồi thì hơi bị ngán, hương vị hơi bị ngán một chút. Ở bên này thì đám cưới, đám tiệc nhà mới thì đi 300 tệ. Lão công, chị hôn, y ban xung bao tiền? Chị hôn xung bao tiền? Khai sĩ mà. Nếu có bạn bè thì là 300, 500, tốt nhất là 1000, 1200. 看哪种亲戚，不管结婚还是他办什么酒，送的钱都是一样的，都是一样的，主要是看关系。普通同学朋友就是3000-5000，好点的1000多。亲戚的话，像我舅舅家呀，亲舅舅这些就是1000-2000，不管他是什么酒，都1000-2000。像我姐啊，我姐他们家就是3000-5000的。 姐就不说了，姐是很近，不说了，不用说，那是一般的人。一般的老家的农村的这些就是200左右，200块。Tức là những mối quan hệ bình thường thì không kể là đại tháng tôi nôi nhà mới hay là đám tang thì sẽ đi tầm 200 tệ trở lên, tức là khoảng 700.000 tiền Việt. Mà mọi người có biết là ở đây thì những cái tiệc như vậy rất là thường xuyên luôn. Và cảm thấy hơi áp lực. Phương thì tính ra mỗi tháng thì hơi áp lực. Mình chỉ là gia li tao bộ tao. Gia li tao thì không có cách, người ta tặng cho bạn, bạn phải trả cho họ. Hôm nay, hôm nay, họ tặng cho chúng tôi 200. Rồi, tôi hôm nay tặng 200, có chút không好意思, tặng 300. 但是他，你帮一顿酒，但是他办了很顿酒，他也请你吗？那种没办法啊，那种他就是为了赚钱啊。很多很多这种啊，他办了5次了，我们才一次啊，但是你也要去送，你不送，下次办酒他就不来了。即使你送了他5次，送了他5次，你有一次没去，他就不来了，他就恨死你了。你别笑。 Cái này cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt thì nếu mà thường xuyên tổ chức đám tiệc như vậy thì những người mà thân thích bà con xa thì cũng có cơ hội đi gặp nhau thì có thể là sẽ mối quan hệ sẽ tốt hơn. Nhưng mà gặp nhiều quá thì cũng hơi áp lực. Và mọi người nếu mà một tháng mà đến 6-7 đám tiệc bình thường một tháng thì Phương phải dùng đến 1.000 đến 2.000 nếu là những mối quan hệ bình thường. Mỗi tháng phải tặng 1.000-2.000, vận khí không tốt tặng 3.000. Quá khó rồi. Tức là mỗi tháng thì chi tầm khoảng 1.000-2.000 thậm chí là 3.000 tệ, tức là tầm khoảng 3 triệu đến hơn 10 triệu, tầm khoảng 12 triệu.
tiền đi tiền mừng không đó mọi người. Thì nếu mà quá thường xuyên như vậy thì mình sẽ thấy rất là áp lực. Nhưng ở Quảng Nam của Phương thì ví dụ như đi đám cưới bạn bình thường thì có thể từ đi từ 300 đến 500. Còn tiệc đầy tháng tôi nôi hay là tiệc làm nhà, tiệc nhà mới hay là mừng thọ thì cũng rất là ít. Nếu mà có tổ chức thì cũng chỉ là người thân hoặc là bạn bè thân trong nhà thôi, chứ rất ít khi mời những người mà mình không có quen biết nhiều. Như hôm nay Phương đi là cái anh mà làm nhà mới, đó là người hàng xóm cũ của chồng Phương. Mà hôm nay thì cũng không thấy anh ấy đâu, không biết là ngồi ở đâu. Rồi nhà mới của anh ấy thì anh ấy cũng không biết là nhà mới của anh ấy là nhà anh ấy ở đâu luôn. Thì chúng ta thay xin được phán thế nào thì mà chinh thêm. Không biết đâu. Chồng Phương cũng không biết. Chồng Phương cũng không biết là nhà mới của anh ấy ở đâu, mà cũng biết là có mua nhà mới hay không. Tại vì cũng đã có một trường hợp trước đây chồng Phương đi một cái nhà mới, nhưng mà sau này mới biết là người ta chỉ thuê nhà thôi, nhưng mà để tổ chức một cái tiệc để mà có kiếm được tiền mừng chứ không phải là mua nhà, thì sau này người ta mới biết. Cho nên là một cái vấn đề ban tổ chức tiệc cũng là một cái vấn nạn ở Quý Châu. Hình như là cái phong tục này chủ yếu là giờ còn ở Quý Châu thôi, nơi khác thì rất là ít. Ở Quảng Nam Phương thì cũng sẽ khác với mọi nơi, như đám cưới hay là đám cưới bạn bè bình thường đó, như lúc nãy Phương vừa nói thì tầm khoảng 500. Ở chỗ mọi người, tức là ở Quảng Nam Phương thì khác, nhưng mà ở chỗ mọi người, mỗi tỉnh thì sẽ mỗi khác nhau. Thì ở mọi người thì ví dụ như một cái đám bình thường thì đi khoảng bao nhiêu tiền, và mọi người thấy là cái tiền hôm nay Phương đi thì có khác gì so với ở cái tỉnh, cái nơi mà mọi người đang sống ở Việt Nam, thì hãy bình luận cho Phương biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Phương. Video hôm nay thì quay cho mọi người biết về cái phong tục ở bên này thôi, chứ không phải là Phương than vãn gì cuộc sống ở bên này. Mình sống ở đâu thì mình phải theo đó thôi. Riêng với những người trẻ của tụi Phương thì Phương thấy làm những cái việc như thế này thì hơi mệt, tại vì mình cũng không có quá nhiều thời gian để mà đi ăn tiệc như vậy. Thường thì người ta đi, ví dụ như không có đi được thì thường thì sẽ đi tiền, gửi tiền, chứ không có đi nhiều, tại vì không có thời gian. Chắc là Phương sẽ dừng video ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.